Yo, xin chào tất cả những cái bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Do đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc em có một buổi tối thật tốt lành nhá. Hôm nay thì trong game của chúng ta đang có một cái sự kiện khá là hot. Đó là hạ gục đủ mạng, nhận mũ bao ngầu. Đấy, thì chỉ cần hạ gục 5 người thôi là anh em sẽ vào nhận được cái đầu quỷ. Nhưng mà cái đầu quỷ này có hạn sử dụng trong vòng 1 ngày thôi nhá. Đấy, thế là anh em hiểu rồi đấy. Hôm nay là vào đảo chờ là auto là đầu quỷ không à. Ngoài ra thì còn một cái cửa hàng như ý nữa, ác quỷ trỗi dậy anh em ạ. Đấy thì mấy cái bộ trang phục này trong vòng quay chế tác nào đó đã có rồi, nên bây giờ thì người ta bán lại. Hiểu kiểu gì? Mình thì mình cũng không quan tâm đến trang phục lắm đâu, chẳng qua là đi test và đi giờ view cho anh em xem. Xong rồi có gì nếu như bạn nào mà muốn mua ấy thì còn biết là quay tốn bao nhiêu để mua. Ok, đơn giản thôi, cứ quay một lần ở tầng dưới thì nó sẽ mở khóa ở tầng trên. Càng lên tầng cao ấy thì sẽ càng tốn nhiều kim cương và sẽ được càng nhiều huy hiệu. Nhưng mà anh em lưu ý một điều là huy hiệu nó auto ra ở bên phía bên trái nhá. Phía bên trái của cái trang phục chính ấy. Mình sẽ quay và anh em sẽ nhận ra cái điều này sớm thôi. Đó, thấy không? 150 huy hiệu. Tức là cứ khoảng 2 kim cương là sẽ được một huy hiệu anh em ạ. Vẫn chưa ra trang phục. Khá mặn ở đây. Rồi, vẫn tiếp tục là huy hiệu. Đẹp thôi. Và có một cái cửa hàng quy đổi nữa. Ây à. Cứng rồi nha. Còn cái nịt khá là cứng rồi nha. Rồi cuối cùng thì cũng ra rồi, hơn 1.000 kim cương anh em ạ. Gói quỷ lửa nam đây. Ngoài ra thì còn có một cây MAG biển cả mình chưa có nữa, mình sẽ quay nốt rồi mình sẽ quy đổi nhá. Còn khá là nhiều đấy, tại vì là 1.003 cơ mà. Tính ra là 1.003 thì nhân đôi lên là khoảng tầm 2.600 kim cương đó, khoảng tầm đấy. Nếu như bạn nào mà xác định mà muốn lấy cây MAG thì 2.600 kim cương nhá. Đó, quay ở dưới cũng vậy thôi, đa phần nó sẽ ra bên trái nhiều hơn. Ấy, ngon, vừa nó phát bên phải kìa. Thôi đổi luôn MAG thôi. Tính ra là cái pha đấy quay ở bên nào cũng như nhau cả thôi, tại vì là cái phát đây là phát lỡ anh em ạ, vì là mình đủ từ phát trước rồi. Ok, xem cây MAG nào. À, hiểu anh em. Trong hòm thư, bạn nào mà chưa nhận được thì có thể thoát ra và vào lại nhá. Đây, giờ view cây MAG. Đây, MAG biển cả anh em ạ. Nhiều người hay đọc là Mark 7 đó, nhưng mà sao mình thấy cây phán quyết vẫn ngon hơn ta. Hai tầm xa một xuyên giáp, cây phán quyết thì một đam. Theo anh em thì cây nào mạnh hơn? A few moments later. Ok, hôm nay thì mình đang đi game ngẫu nhiên cùng với lại ba bạn. Một bạn có tên là Bố Già, một bạn có tên là Bảo và một bạn có tên là Tommy. Tommy là một cái tên khá là Tây, mà Tây thì thường to anh em ạ. Không biết là hôm nay bạn Tommy tay có to hay không. Hy vọng là game ngẫu nhiên gặp một hai bạn tay to lấy top 1 cho nó dễ. Chứ gặp tay bé quá lấy top 1 khó lắm anh em. Rồi, có bắt nhau rồi. Tommy là một cái tên khá là Tây, mà Tây thì thường to anh em ạ. Rồi xong. Vừa khen Tommy được một câu cái Tommy bị gạt luôn rồi anh em ạ. Buồn thế nhờ. Có một người thứ ném điệu kìa. Bạn cứ chờ đấy. Ê, bom băng anh em ạ. Bên này đúng không? Ui, có người phía sau anh em ơi. Đầu quỷ nữa anh em ạ. Sợ quá sợ quá. Ý, tới bất ngờ thế. Ok, bay đầu. Xong một bạn nha. Còn đứa bé đầu quỷ nữa. Ok kìa. Lút đồ. Trời ơi, địch của mình ơi. Các bạn lút đồ mà không cần biết là có địch ở đây hay không. Thôi, vậy là anh em biết team mình rồi đấy. Đấm với chúng tôi này. Ok, bình tĩnh mình cứu. Đó, may nhá. May là chưa bị gạt. Nhưng mà không sao. Đợi xíu mình cứu bạn Tommy lên. Nghe tay thế mà tay nhỏ thế không biết. Còn xua. Hết đồ luôn rồi. Thôi đi anh em ơi. Khoan khoan, có người anh em ạ. Bom keo rồi. Ghê đấy.
Ây à, bắn thế mà không gục, tiếc quá. Thôi, nhảy hơi lố rồi. Rồi sao anh em? À, thấy rồi. Lại đầu quỷ nữa đúng không? Ok. À, chưa biết mình ở đây. Mình xin cái đầu lìa nha. Mình xin. Hình như là anh chàng đấy AFK hay sao ấy. Lúc đầu thì mình cứ tưởng là cái hòm xác hay là cái gì cơ, nhưng mà hóa ra nhìn kỹ lại thì là người anh em ơi. Rồi, AFK thì thôi, xin luôn vậy. Có người, một anh chàng đầu quỷ áo cam. Từ từ. À, có mình bạn ý thôi anh em ạ. Chơi thôi. Mình cứ nghĩ là có mấy người. Rồi, gục nha. Trâu bò thì bắn lâu cũng chết mà thôi. Nấm piu anh em ơi. Tên đáng yêu thế. Quá trời là đồ luôn. Trên nhà đúng không? Bạn số 2 vừa thông báo cho mình là có địch. Đó. Sao nhìn quen thế nhỉ? Ok, gục. Hình như cái bạn này mình vừa giết rồi ta. Đó, lại nấm piu kìa. Đúng luôn rồi. Rồi xong. Đồng đội của mình bên kia gục mất rồi. Đợi xíu, mình qua mình trả thù cho. Mình thấy địch rồi. Ờ, cái áo cam quen quen anh em ạ. Đừng có nói là lại nấm piu nữa nha. Nãy giờ mình bắn bạn nhiều lắm rồi, thế mà bạn ấy vẫn xuống đây à. Dại ghê anh em ạ. Thôi, lùa giết bằng được. Để coi là tí nữa bạn được cứu, bạn có dám xuống đây nữa hay không. Mà tính ra là bó thú mất rồi nha. Nên là có xuống hay không xuống thì cũng phải đi chỗ khác thôi. Rồi, yếu rồi. Lùa giết bằng được. Đằng nào thì bạn ấy cũng chết mà thôi. Chạy đi đâu. Đây rồi. Ok, gục. Nhìn xa xa lại cứ tưởng là bạn nấm piu, nhưng mà hóa ra lại không phải anh em ơi. Bạn khác. Chắc là do mình giết bạn kia nhiều quá, bị ám ảnh luôn rồi. Ok. Tomboy ơi, chạy bo kiểu gì ra giữa đồng không mông quạnh thế kia thì ai mà cứu được. Chạy bo thì cũng phải chọn những nơi có địa thế mà chạy chứ. Rồi này, hết cứu được rồi anh em. Rồi còn bạn số 3 tìm mình nữa kìa. Một thân một mình ở gốc cây thế kia. Bên này đẹp như thế này thì không chạy bo, ai lại chạy như thế bao giờ. Phía sau không có người. Mình có vớ cái này, không biết là bạn bảo bạn có chạy được hay không. Có vẻ như là hơi khó rồi. Xin cậu cả kìa. Rồi, yêu đấy Bảo ơi. Nhưng mà sau anh chàng đấy còn 3 người nữa cơ. Ôi dồi ôi. Thôi, xong Bảo rồi nha mạng. Khó rồi. Thôi mình nhảy đây. Quanh đây nhiều người quá. Cũng hơi tiếc là mình lại không có xu. Chứ mình mà có xu là mình cứu được 2 bạn kia rồi. Buồn thế, nãy giờ gục nhiều quá. Cứu liên tục. Xu đâu cho lại. Chúng ta là tổng cộng 11 người. Trên đồi có người kìa. Kê đầu không ta? Ây da, tiếc quá anh em ơi. Kê đầu nhưng mà nó không trúng đầu. Nó trúng vào đâu không ấy. Thôi, mình qua đây mình chiếm cái chỗ cứu người vậy. Không cho team nào xuống đây cứu hết. Thế là xong. Thế mới đạn xuống trường. Đi đi bạn ơi. Bố giá ơi. Đã thấy địch. Trong bông keo anh em ơi. Bơm máu kìa. Cái này thì bơm máu này. Còn một bé bò sữa phía sau. Né đi bạn. Để bạn này trước rồi tính tiếp. Bây giờ thì không thể nào cứu được nữa rồi. Làm gì có cơ hội mà chạy xuống bên dưới. Sau cái xe đúng không? Rồi.
Cứ ở đây mà chơi nha. Dính chưa? 5. À, chạy kìa, chạy kìa, chạy kìa. Đi đâu bò sữa ơi? Chơi đã nào. Vội vàng làm gì? Có xu mình cũng không cho cứu đâu bạn ơi. 3, 2, chạy hộ mình đi. Ok, đã gục. Cứ tưởng là còn thành viên cuối cùng của team nào đó, ai dè là vẫn gục mà thôi. Vậy là team này vẫn còn người. Thôi, vào bo thôi. Cái điểm cứu thì nó ở ngoài bo rồi, nên là mình cũng không cần phải cam cái điểm này làm gì. Bò trống thế nhở? Bò cuối khá là trống anh em ạ. Bạn xin cậu cả nãy giờ giết người cũng khá là nhiều. Toàn thấy tên bạn giết người không? Mà tính ra cũng chỉ cần có mỗi một người à. Ngon rồi. Bây giờ chỉ cần xác định xem nó bãi đang ở đâu và công lên là xong thôi. Team mình hai người cơ mà. Yếu rồi. Yeah. Tuyệt vời. Quá là ngon anh em ạ. Cứ tưởng là bạn ấy bắn thế nào, hóa ra là bạn ấy không có keo. Thôi, mình xin nhá. Thấy cũng hơi tội nhưng mà thôi kệ vậy. Mọi người tưởng hết video rồi đúng không? Chưa đâu. Chúng ta sẽ đến với chương trình Hãy comment đi và gió sẽ trả lời. Comment đầu tiên đến từ bạn Trần Hiếu. Anh từng thích thầm hay yêu ai chưa? Đương nhiên rồi, có. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Tránh Huy. Em chào anh Gió ạ, anh bờ tờ vờ vờ, mặt cười, rớt nước mắt. Em chỉ muốn hỏi anh là bao giờ anh định lập gia đình? Và ngoài nghề ITB ra thì anh đang làm cái gì nữa? Không anh, không á anh. Thì chúc em bờ tờ vờ vờ nhá. Còn về việc lập gia đình hay không thì còn phụ thuộc vào dịch bệnh nữa. Dạo này dịch bệnh đang nhiều quá. Cái nữa là mình chỉ làm mỗi YouTube thôi và không hề làm bất kỳ công việc nào khác nữa. Comment thứ 3 đến từ bạn Nguyễn Đình Tuân. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Lần đầu tiên anh nhận lúp bạc là khi nào ạ? Mặt cười. Đợi mình xíu, đi lót Facebook. Ok, có câu trả lời cho bạn rồi đây. Chính xác thì vào ngày 22 tháng 11 năm 2018 là mình cầm lúp bạc trên tay rồi nhá. Chúc bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Gokai. Chúc anh bờ tờ vờ vờ. Câu hỏi, nick anh đăng nhập bằng gì? Và nếu chơi lại thì nên đăng nhập bằng Google hay Facebook sẽ an toàn hơn? Thì chúc bạn bờ tờ vờ vờ nhá. Nick của mình thì mình chơi bằng Facebook, nhưng mà nếu chơi lại ấy, thì em nên chơi bằng tài khoản VK hoặc là tài khoản Google sẽ an toàn hơn. Tại vì mấy cái tài khoản đấy khó hack lắm. Và có một chú ý khi mà anh em lập nick VK hoặc là đăng nhập tài khoản VK thì đối với số điện thoại ấy, anh em phải thay số 0 bằng số cộng 84 nhá. Ví dụ như là 09XX thì phải thay là cộng 849XX. Đó, vậy đó. Cuối cùng là những cái comment đến từ những bạn muốn mình làm về những thử thách tiếp theo. Bạn Bắp Level Bắc này, Phương Anh này, Bảo Gaming này, NHK Nguyên này. Những cái thử thách mà những bạn này đặt ra thì là những thử thách mà được nhiều like nhất. Thì mình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một trong bốn cái thử thách này và mình sẽ làm vào ngày mai nhá. Nên là anh em nhớ đón xem. Vì là lượng thử thách nó hơi nhiều nên là mình sẽ làm dần dần vậy. Có gì anh em thông cảm cho mình nhá. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!